Thưa quý vị, mô hình nuôi heo đất của phụ nữ quận Hải Châu đã hỗ trợ rất nhiều cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đây là buổi gặp mặt đầu năm của Hội Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Có gần 40 chị em đã tham gia. Tại buổi gặp mặt, Hội Phụ nữ phường đã tổng kết hoạt động nuôi heo đất và góp vốn xoay vòng. Điều ý nghĩa nhất chính là các chị em cùng nhau mổ heo đất đã tiết kiệm trong thời gian qua. Số tiền này được trên 50 chi hội tiết kiệm từ việc phân loại rác thải tại nhà, hay đơn giản là mỗi ngày, mỗi chị em có thừa được bao nhiêu thì tự bỏ heo bấy nhiêu. Hoạt động nuôi heo đất và góp vốn xoay vòng được phụ nữ phường duy trì thường xuyên trong thời gian dài đã hỗ trợ cho nhiều chị em khó khăn trên địa bàn. Và từ những cái đồng tiền tiết kiệm này thì các chị em đã xây dựng các cái quỹ để hỗ trợ chị em phụ nữ khó khăn tại chi. Rồi các hũ gạo tình thương. Ngoài cái heo đất thì có hũ gạo tình thương thì các chị hàng năm cũng trao ít nhất là 20 kg cho các hộ khó khăn tại chi hội. Qua các cái buổi hoạt động này thì hội phường chúng tôi thấy rất là hữu ích. Cũng tại buổi gặp mặt này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã trao bảng tượng trưng các phần quà tiết kiệm cho một số chị em khó khăn. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu, nuôi heo đất là một công trình thi đua của quận. Trong chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác và thực hiện chỉ thị 05 trên địa bàn, 100% các hội phường đều tự nguyện tham gia. Và chúng tôi hy vọng rằng cái công trình thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác của quận Hải Châu cũng như cái chương trình nuôi heo đất tiết kiệm luôn luôn được duy trì, mặc dù từ những đồng tiền rất là nhỏ nhưng chúng ta tiết kiệm thì sẽ có những cái việc làm tốt hơn trong cái thời gian đến. Ngoài ra, hội phường đã đến nhà chị Nguyễn Thị Lâm, một trường hợp khó khăn trên địa bàn, để trao số tiền tiết kiệm là 12 triệu đồng, hỗ trợ gia đình chị Lâm có vốn phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống gia đình. Tôi cảm ơn hội đoàn thể từ quận phường đến chi hội 22 nên hỗ trợ cho con gái tôi số tiền, gia đình tôi số tiền, hay là tôi cũng nói lại là để là cố gắng làm và tiết kiệm, sau này có số tiền để góp lại hàng tháng cho chị em kế tiếp sau đây. Từ các hoạt động này mới thấy hết ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn của chị em phụ nữ. Theo các hội viên phụ nữ quận Hải Châu, số tiền giúp nhau tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm đùm bọc, nhường cơm sẻ áo của cộng đồng với những người khó khăn.